No more champagne and the fire was sorrow. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the body and the morning seems so right, so alive. Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have. Đoạn này cô Trang chưa học thuộc. Hello, hello guys. Xin chào các bạn đến với kênh học tiếng Anh cùng với cô Trang bé bự. Hôm nay đúng như lời hứa thì làm video này thì cô Trang sẽ hát bài Happy New Year. Nhưng thực ra thì cô Trang chưa học thuộc hết. Cô Trang mới học được học thuộc đoạn 1 thôi. No more champagne and the fire was sorrow. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so right, so alive. Yesterday, now's the time for us today. Vậy, cô Trang chỉ học thuộc đến đấy thôi. Những video tiếp theo thì cô Trang sẽ thử hát cả một bài dài hơn một chút xíu xem thế nào nhá. Còn bây giờ thì chúng ta come back to my our lesson, ok? Come back to bài học thôi đúng không ạ? Nào, bây giờ chúng ta... Ok, get start. Và hôm nay chúng ta cùng nhau đọc một câu chuyện ngắn về chuột và mèo đúng không ạ? Cat and mouse. Ok. Short story, activity 1 của chúng ta là read, listen to the story, then fill the gaps. Đấy, chúng ta phải đọc cái này này, đọc đoạn này trước cho hiểu tổng thể nội dung của bài. Sau đó chúng ta nghe đoạn băng, được chưa? Và sau đó điền vào những chỗ trống ở đây này. Ở đây có những chỗ trống ở đây này, bị bỏ trống ở đây này. Đấy, và chúng ta phải nghe thật tinh và chúng ta điền xuống nhá. Ok. Bài đọc này là giúp cho chúng ta luyện kỹ năng reading skill and listening là nghe và reading là đọc đúng không ạ? Hãy tập trung để chúng ta nghe nào, được không ạ? Bắt đầu chúng ta đọc tổng thể bài này nhá. Đây là lại là bạn mèo và bạn chuột nói chuyện với nhau. Ok, câu này nào. What do you do Mary? I'm a student in New York. Bạn làm gì vậy Mary? Bạn làm gì vậy Mary? Tớ là một sinh viên ở New York. Ok, tiếp theo nào. What do your parents do? My mother is a cook. She's bottom in a school. Đúng không? What do your parents do? Bố mẹ bạn làm gì vậy? Mẹ tớ thì là một đầu bếp. Ở đâu đấy đúng không? Tiếp theo nào. And what about your dad? He's a musician. He bottom in a band. Đúng không? Rồi, tiếp tục là thế còn bố của bạn thì sao? Ông ấy là một nghệ sĩ. Ông ấy cái gì đó ở một ban nhạc, đúng không? Tiếp theo nào. What do they look like? My mom is very tall. Really? A tall mouse. Wow, she is bottom than me and my dad. Đúng không? Họ trông như thế nào vậy? What do they look like? My mom is very tall. Mẹ của tớ thì rất là cao. Thật á? Một chú mèo cao à? Đúng không? Cao lớn à? Đúng không? Bà ấy ba chấm hơn cả tớ và bố tớ luôn. Rồi, tiếp tục nào. Today is Labor Day in America. Really? What do people ba chấm on Labor Day? Đúng không? Today is Labor Day in America. Hôm nay là ngày quốc tế lao động ở Mỹ. Đấy, thật á? Thế thì mọi người ba chấm vào ngày này. Đúng không? Tiếp theo là bức tranh này là They go to the... Thấy bạn này đang nằm ở đâu đây? Phơi nắng ở đâu đây?
They go to the ba chấm. Hãy lắng nghe những chỗ ba chấm nha. They go to the ba 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 ở đâu đây? Rồi, ok. Bạn nắm được tổng thể bài chưa? Bây giờ nghe nha. Nghe nào. Ant Mouse, Part 3, Activity 1. Read and listen to the story. Then fill the gaps. What do you do, Mary? I'm a student in New York. What do your parents do? My mother is a cook. She works in a school. And what about your dad? He's a musician. He plays in a band. What do they look like? My mom is very tall. Really? A tall mouse? Well, she's taller than me and my dad. Today is Labor Day in America. Really? What do people do on Labor Day? They go to the beach. Page 38. Short story. Ok. Bạn đã nghe xong và điền được đáp án của mình chưa? Chắc chắn là điền được rồi đúng không? Hãy nghe thêm một vài lần nữa ở nhà nhé. Để chúng ta cùng biết được đáp án đúng không ạ? Rồi. Đúng không? Nào, cô tổng kết những nội dung quan trọng nè. Mary là một sinh viên ở New York, ok? Nào, mẹ của bạn ấy thì là một đầu bếp. Chắc là ở trường học rồi đúng không? Is a cook in a school, được không? Bố của bạn ấy thì là một nghệ sĩ này, đánh đàn guitar đúng không? Vậy, và ông ấy thì chơi trong một ban nhạc, đúng chưa? In a band, ở một ban nhạc, đấy là chơi trong một ban nhạc. Bây giờ bạn ấy miêu tả chi tiết hơn hình dáng của bố mẹ bạn ý này. Mẹ bạn ấy rất là cao nhá. Mẹ bạn ấy thì làm sao rất là cao rồi này. Ở đây còn hơn cả tớ và bố tớ cơ. Vậy là cao hơn bố tớ và tớ rồi. Rồi, ở đây tiếp theo nữa là mọi người thường làm gì vào ngày lễ lao động ở bên Mỹ? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là họ đi biển rồi đúng không? Đấy, ok. Cô Trang đã tổng kết lượt các bạn tự điền nhá. Rồi, giờ chúng ta sang activity 2 là chúng ta có nội dung gì đây? Number the sentences, được không ạ? Number the sentences. Điền theo thứ tự. Ở đây chúng ta sẽ có bao nhiêu câu trong đoạn hội thoại đây? Chúng ta phải xếp sắp xếp lần lượt theo trình tự của một đoạn hội thoại. Ở đây người ta gợi ý đây là 1 và đây là 8 rồi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì cô Trang dịch sau đó các bạn sắp xếp nhé. Sắp xếp theo thứ tự, trình tự của một đoạn hội thoại, ok? Một là What do you do in America, Mary? Là một rồi này. Bạn làm gì ở Mỹ vậy, Mary? Ok. Mẹ của tớ làm ở một trường học. My mom works in a school. My mom works in school. Ok. What do your parents do? Bố mẹ bạn làm gì vậy? Được chưa? Theo trình tự này thì có đúng không? Bạn viết xuống nhá. Bố mẹ làm gì vậy? Được chưa? Rồi tiếp theo là I'm a student. Ok. He plays in a band. Ông ấy chơi trong một ban nhạc. What about your dad? Bố bạn thì sao? What about your dad? My mom is a cook and my dad is a musician. Ok. Musician. Ok. Mẹ của tớ là một đầu bếp, còn bố của tớ thì là một nghệ sĩ. Where do they work? Where do they work? Họ làm việc ở đâu vậy? Đúng không? Họ làm việc ở đâu vậy? Trình tự câu thứ nhất là hỏi về nghề nghiệp của Mary. Thì chúng ta sẽ có trình tự là tiếp theo là nghề nghiệp của Mary. Thì là đúng rồi, các bạn đã câu số 2 rồi đúng không? Thì Mary phải trả lời bạn ý làm nghề gì đó đúng không? Rồi, tiếp theo mà hỏi về bạn ấy hỏi nghề nghiệp rồi thì sẽ phải hỏi đến bố mẹ của bạn ý đúng không? Hỏi đến bố mẹ của bạn ấy là What do your parents do? Hỏi về bố mẹ rồi thì chúng ta sẽ phải nói tiếp là mẹ làm nghề gì đúng không? Nghề của mẹ ở đây có nói không? Bố làm nghề gì? My mom is a cook and my dad is musician, đúng không? Rồi, xong rồi.
Xong rồi thì chúng ta sẽ hỏi tiếp là hỏi nghề nghiệp của họ rồi thì sẽ hỏi xem họ làm việc ở đâu, đúng không? Where do they work? Đúng rồi. Làm việc ở đâu thì chúng ta sẽ thấy là làm việc ở đâu đây ạ? Làm việc ở đâu đây ạ? Đây. My mom was in a school. Mẹ bạn ý làm việc ở trường học. Bố bạn ấy đi chơi trong một ban nhạc. Vậy là kết thúc đoạn hội thoại, các bạn hãy điền xuống nhé. Ok. Activity 3. Working past. Working past. Complete the conversation with information about you. Đấy, hãy thực hành theo cặp đối với các bạn của bạn. Đấy, theo thông tin của chính bản thân mình nhá. Information about you. Chính xác thông tin của các bạn và điền xuống đây. Where do you live? Where do you live? I live in Hanoi. And where do you live? I live in Hải Dương. Maybe. What does your mom do? Đấy, đây là hỏi nghề nghiệp. Đấy, hỏi bạn sống ở đâu vậy, đúng không? Đây là bố mẹ bạn làm nghề gì? Trả lời xuống đây. Tiếp theo lại hỏi lại nhau, đúng không? Hỏi mẹ xong rồi thì đến hỏi bố. Hỏi bố xong rồi tiếp tục. What about your dad? Vậy là kết thúc đoạn hội thoại của hai bạn. Hãy thực hành với nhau. Chúng ta hãy thực hành với ngay cái bạn nào ở ngay cạnh chúng ta. Hãy mượn mẹ điện thoại và gọi điện cho bạn để hỏi bạn xem nhá. Hoặc là hãy gọi điện cho cô Trang thử xem, được không? Ok, activity 4 là gì đây? Hãy tìm five words in the story to complete the sentences. Được chưa ạ? Five words in the story to complete the sentences. Đấy, hãy tìm những từ ở trong câu chuyện ở phía trên và hoàn thiện xuống những câu ở phía dưới này. Cô Trang sẽ dịch qua để các bạn thử đoán xem nhá. Và quay trở lại câu chuyện ngắn ở trên kia và điền xuống đây. My mom is very good. 3 chấm. Đây. She likes making cakes. Vậy thì mẹ của tớ là một người rất giỏi cái gì đó, đúng không? Bà mẹ tớ thì thích làm bánh. Ai là người thích làm bánh nhỉ? Bạn thử đoán xem. Tìm lại nội dung của đoạn truyện ngắn xem ai là người sẽ thích làm bánh và điền vào đây. She likes making cakes. Okay. On Sunday days, we go to the. Và một ngày nắng đẹp thì on the sunny days. Một ngày nắng đẹp thì các bạn muốn đi đâu chơi nhỉ? Sắp mùa. The summer is coming. Where do you want to go this summer? Bạn muốn đi đâu vào mùa hè này nhất? Nếu là mùa hè thì chúng ta đi đâu để có thể swimming. Chúng ta thử đoán xem nhé, trong đoạn câu chuyện trên có nhắc đến từ gì. On sunny days we go to the ba chấm. Rồi tiếp theo. Her dad is than her mom. Trong đoạn hội thoại trên kia thì có từ gì chúng ta có thể điền vào đây? Có từ trẻ hơn, già hơn, béo hơn, gầy hơn, cao hơn hay thấp hơn thì bạn thử tìm trong câu chuyện ở phía trên nhé, chứ không phải là ở ngoài câu chuyện này, được chưa ạ? Her dad is than her mom. Bố của bạn thì trông như thế nào đó, nó phải hơn mẹ của bạn, đúng không? Phải đấy. Chiều cao hay cân nặng hơn hay là trẻ tuổi hơn hay là già hơn, đúng không? Chúng ta phải điền vô đây. Rồi, he's a very good. He plays the piano. Piano, đúng không? He plays the piano. Piano, đúng không? Ông ấy là một người cái gì giỏi chơi cái gì đó, đúng không? Ông ấy chơi đánh đàn piano, đúng không? Bố của tớ đánh đàn piano. Rồi, ok, các bạn hãy tìm lại trong những câu trong nội dung short story để tìm những từ mà chúng ta có thể thích hợp để điền vào đây nhá. Ok. And that's all. Yeah. Bài học của phần hôm nay thì đến đây là kết thúc rồi. Các bạn hãy thực hành với nhau nhá. Để học tiếng Anh có kết quả nhanh nhất là chúng ta cần thực hành luyện nó hàng ngày. Chúng ta thực hành là chúng ta sử dụng tiếng Anh trong đời sống hàng ngày, nói chuyện với bạn bè, nói chuyện với bố mẹ, ông bà, kể chuyện, tất cả tự tưởng tượng ra là đang nói chuyện với cô Trang đứng trước gương cũng được. Đó cũng là một cách rất hay, và quay video lại thì lại càng tuyệt vời hơn, để các bạn thật là tự nhiên đứng trước ống kính giống như cô Trang thế này này, để có thể kể chuyện với các bạn, có thể hát đối với các bạn, hoặc là có thể tự tin hơn để nói chuyện bằng tiếng Anh, đúng không ạ? Và it's time to say goodbye and thanks for watching my video.
And see you next time. Goodbye. Bye bye.